Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông, chẳng có ai sẻ chia cùng ta. Một mái nhà hạnh phúc là cùng nhau vượt qua buồn vui. Hãy yêu thương vui nhớ trên đời, vì phụ nữ là số một. Hải ơi. Dạ. Mẹ bảo là 20.000. Ôi trời ơi. Ôi trời, này, ôi cái này là hỏng rồi. Em nói chị nhá, táo này là vừa dai vừa giòn, mẹ bảo là 30.000 một quả, vị chi là 993 270. Thôi khổ quá, việc đấy tính sau, bây giờ hai đứa phải cứu chị. Ôi thế bây giờ em cứu chị thì bây giờ ai cứu em đây? 9 × 3 270. Thôi cứu chị đi. Chị bị làm sao thế? Chị bị người ta đi theo. Đuổi theo á? Người ta là ai? Này, chị lại chửi nhau, cãi nhau với bà nào mà bà đuổi đánh đúng không? Ồ, bà làm gì có bà nào? Mà cái người đi theo là đàn ông. Ồ, chúc mừng, cuối cùng thì chị tôi đã hết ế. Rồi ôi, có người theo đuổi tốt rồi. Phải, cái người ấy có cho chị phụ lấy đâu. Hắn ta là một kẻ biến thái đấy. Thôi, em nói chị này, từng này tuổi đầu rồi ha. Có người theo đuổi thì gật đầu đi, đừng có kén cá chọn canh nữa, ế mãi à. Này, nhưng mà ấy, người mót chồng như chị Huyền mà còn bảo người kia không tử tế thì chắc chắn người này không tử tế rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, đi theo chị từ đằng kia mà nhìn mặt sợ lắm, chị sợ lắm. Tôi cứu chị hai đứa. Nghĩ cách cứu chị. Nhưng mà nhớ là 270 nha. Biết rồi. Để em cắt đuôi cho, để em cắt đuôi. Nhớ đấy, đừng. Rồi, đơn giản. Này, hai ông vô công rồi nghề đấy à? Không. Tôi không rảnh để nó chơi với hai người nhá, tránh ra. Không. Này, các anh cố tình ngăn cản không cho tôi gặp Huyền đúng không? Đúng. Các anh lấy quyền gì mà ngăn cản tôi hả? Quyền người yêu. Giới thiệu với ông anh, đây là người yêu của Huyền. Hoa đã có chủ nha, đừng có bén mảng tới đây nữa, mời ông anh lướt. Người yêu chứ sao? Đúng là cao nhân kế. Này, anh thì toàn rửa mặt bằng nước máy thôi, sao mày cho anh rửa mặt bằng nước bọt là như nào? Anh cho não đi chơi hơi xa đấy. Bây giờ anh lại bảo là em đóng vai làm người yêu của chị Huyền á? Chú, đúng rồi. Đây chỉ là diễn thôi, hiểu chưa? Diễn gì? Bây giờ ấy, chú diễn như thế để cho cái ông biến thái kia, ông ấy biết chị Huyền đã có người yêu thì người ta sẽ không dám bén mảng đi theo chị Huyền nữa. Em không diễn được cái vai đấy đâu. Nếu mà đổi cái vai thì là anh đóng là người yêu chị Huyền đấy. Anh lại không có cái gu lái cái máy bay to thế, hiểu chưa? Anh không có gu lái mà anh bắt em lái. Thì tóm lại bây giờ em không làm. Anh nghĩ phương án khác thì phương án này không khả thi à? Không làm à? Không. Thì được rồi. Đã có phương án. Phương án tối ưu. Tìm Huyền phải không? Đúng rồi. Sao biết? Anh là nam nhi đại trượng phu. Người ta là con gái, người ta đã xua đuổi anh như thế rồi mà anh còn cố tình bám theo là sao? Anh định giở trò gì? Trò gì là trò gì? Tôi nhất định phải gặp được Huyền. Hôm nay Huyền không đồng ý nói chuyện với tôi sẽ không về. Nhất định tôi phải gặp được Huyền. Em trai. Dạ. Thành phần này mình không thể dùng lời nói được. Sang! Đánh người! Đừng lại, khổ quá! Chị mình tính bọn... riêng đối tượng này, chị cứ để bọn em giải quyết. Để bọn em đánh một lần thôi là chừa cái gọi là cái thói gọi là biến thái. Đúng rồi. Cô đây rồi. Tôi rình mãi mới bắt được cô nhá. Thì cô định tính như thế nào đây? Cô có định giả nợ cho tôi hay không? Thế con đã không định giả nợ, lại còn định thuê người đánh tôi à? Ha ha?
Giả nợ là như nào? Là nợ tiền được sao nữa? Ôi trời ơi, chị nợ tiền người ta. Bây giờ này chị lại bảo là đây có người biến thái theo đuổi chị, muốn hành hung chị. Thế bọn em mới nghĩ cách để giúp chị. Thế hóa ra là... Nhưng mà đấy là tại vì lúc đấy chị cuồng quá, chị nghĩ giải pháp linh tinh thôi. Mà chị có bảo hai đứa đánh người ta đâu, thế là phạm pháp đấy. Ôi dồi ôi, tất cả là tại chị nhá. May mà chị ra kịp chứ không em về đánh người ta thì bọn em lên phường thì làm nào. Thôi, không nói nhiều, không trình bày nhiều. Nói tóm lại là cô phải trả tiền cho tôi. Nhưng mà tôi chưa có tiền. Ông Anh ơi, cái việc này là giữa ông Anh và bà chị tôi. Đúng rồi. Nhá. Dạ. Em ra đây. Dạ. Vào. Vào. Ôi, hai đứa giúp chị thì giúp cho chót đi. Thấy chị chết đuối mà không giúp à? Thì giúp bằng cách nào? Cho chị một cái cọc. Cọc? Cọc gì? Cọc nào? Cọc tiền. Ôi dồi. Nhảy lên không trình bày nhiều. Ôi giúp chị đi. Không trả tiền cho tôi là không. Ông ai nó thịt đấy. Thôi để đấy, em với thằng Thái vào nhà lấy tiền trả nợ cho chị nhá. Thế thì chị cảm ơn nhá. Không phải cảm ơn. Bật đặt gì rồi. Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời làm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông, chẳng có ai sẻ chia khúc ta. Một mái nhà.